Parkland đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay ngày 13 tháng 5 năm 2020 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng phí BOT hoặc nhà nước bù 5.000 tỷ đồng. Từ hôm nay 13 tháng 5, gửi tiền kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất cao nhất chỉ 4,25% một năm. Nhiều cửa khẩu với Trung Quốc được mở cửa trở lại. Xử lý vi phạm trật tự xây dựng công trình số 8B Lê Trực theo 2 bước. Giá đất Phú Quốc vẫn ở mức cao bất chấp khó khăn vì Covid-19. Đồng Nai chi 1.700 tỷ kéo dài trục đường trung tâm thành phố Biên Hòa. Cao tốc 15.000 tỷ đồng Dầu Dây – Phan Thiết sắp khởi công. Lập quy hoạch khu đô thị rộng 422 hectare ở Ninh Thuận. Thưa quý vị, sau khi nhận được kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Chính phủ tăng phí BOT hoặc nhà nước bù 5.000 tỷ đồng bởi thực tế trước khi có dịch, có nhiều dự án BOT có doanh thu thực tế thấp hơn so với dự báo trong phương án tài chính của hợp đồng BOT. Qua tổng hợp số liệu thống kê của các doanh nghiệp BOT cho thấy đến hết ngày 22 tháng 4, có 58 trên 60 dự án doanh thu thực tế thấp hơn so với doanh thu dự báo trong phương án tài chính của hợp đồng BOT, trong đó 17 dự án doanh thu thực tế chưa đạt 50% so với dự báo. Nguyên nhân là do các trạm BOT thực hiện giảm giá vé cho các phương tiện, lưu lượng xe qua trạm ở một số tuyến thấp hơn dự báo. Đặc biệt, chưa được tăng phí theo lộ trình trong hợp đồng BOT theo chỉ đạo của Chính phủ để ổn định kinh tế vĩ mô. Chính vì vậy, các doanh nghiệp BOT gặp rất nhiều khó khăn khi phải bổ sung kinh phí để cố gắng trả nợ ngân hàng theo kế hoạch. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng có ý kiến về nguy cơ phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nhóm nợ đối với các khoản vay đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT này. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ hai phương án hỗ trợ các dự án BOT. Cụ thể, phương án 1 cho phép tăng phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hợp đồng dự án, giao Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn thời điểm phù hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến chi phí vận tải. Phương án 2 giữ nguyên mức phí như hiện tại, chỉ thực hiện tăng phí theo lộ trình đã ký trong hợp đồng dự án từ năm 2022. Tuy nhiên, nhà nước bố trí khoảng 5.080 tỷ đồng hỗ trợ các dự án do chưa được tăng giá theo hợp đồng BOT đã ký. Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước phát đi chiều ngày hôm qua, 12 tháng 5, thì từ hôm nay ngày 13 tháng 5, một loạt lãi suất như lãi suất tiền gửi, lãi suất OMO, lãi suất cho vay, lãi suất tái chiết khấu được điều chỉnh giảm tới 0,5 điểm phần trăm so với trước đó. Theo điều chỉnh này, thì tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất cao nhất chỉ 4,25% một năm. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 5% một năm xuống còn 4,5% một năm. Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 3,5% một năm xuống còn 3% một năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng từ 6% một năm xuống còn 5,5% một năm. Lãi suất chào bán giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở giảm từ 3,5% một năm xuống còn 3% một năm. Ngoài ra, trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75% một năm xuống còn 4,25% một năm. Còn trần lãi suất tiền gửi từ không kỳ hạn đến dưới 1 tháng giảm từ 0,5% một năm xuống còn 0,2% một năm. Đồng thời, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng tiền đồng đối với khách hàng cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế ưu tiên giảm từ 5,5% một năm xuống còn 5% một năm. Do tác động của dịch bệnh COVID-19, một số ý kiến cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên áp dụng cả trần lãi suất tiền gửi dài hạn để qua đó kéo lãi suất cho vay chung và dài hạn xuống. Tuy nhiên, phần lớn các ý kiến của chuyên gia tin rằng việc áp trần như vậy là không cần thiết, thậm chí điều đó có thể ảnh hưởng lớn đến thanh khoản của hệ thống khi mà các ngân hàng nhỏ hầu hết đang phải dùng lãi suất để cạnh tranh với các ngân hàng lớn trong việc thu hút tiền gửi. Hơn nữa, việc hạ lãi suất để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hiện nay cũng được thực hiện tốt bởi các ngân hàng tự tiết giảm chi phí và cắt giảm lợi nhuận. So với mặt bằng lãi suất cho vay cũ trước khi xảy ra dịch bệnh, hiện các ngân hàng cho vay mới với lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến 4% một năm. Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý mở lại nhiều cửa khẩu với Trung Quốc để thúc đẩy hoạt động trao đổi thương mại biên giới, nhưng vẫn phải cẩn trọng với dịch COVID-19.
Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 2815 ngày 21 tháng 4 năm 2020 về việc khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép mở lại các cửa khẩu phụ Bình Nghi, Na Hình, Nà Nưa, Pò Nhùng theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cửa khẩu phụ Bắc Phong Sinh và lối mở Ca Long theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Việc mở cửa này phải thực hiện theo các nguyên tắc, các cửa khẩu phụ, lối mở đã đáp ứng đủ quy định hiện hành, đảm bảo phải thực hiện đúng quy trình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh đối với người và phương tiện vận tải tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản khác có liên quan. Thủ tướng lưu ý chỉ khôi phục lại các cửa khẩu phụ, lối mở có lưu lượng hàng hóa lớn, đặc biệt là hàng nông sản, thủy hải sản xuất khẩu của ta và hàng nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước đã được chính quyền địa phương hai bên thống nhất được phép mua bán, trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố về việc Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tổ chức thực hiện xử lý vi phạm trật tự xây dựng giai đoạn 2 tại số 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình. Theo thông báo, vi phạm trật tự xây dựng công trình số 8B Lê Trực sẽ được thực hiện tuần tự theo 2 bước. Cụ thể, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật trong việc xử lý vi phạm công trình số 8B phố Lê Trực, phường Điện Biên theo 2 bước. Bước 1 là xử lý tầng 18 trước, sau đó báo cáo đánh giá, trên cơ sở đó xem xét thực hiện bước tiếp theo là bước 2, xử lý tầng 17 theo đúng quy định của pháp luật. Việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 8B Lê Trực thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, các sở, ngành có trách nhiệm phối hợp thực hiện. Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định toàn bộ phương án phá dỡ của quận Ba Đình. Sau những đợt sốt bỏng tay do thông tin lên đặc khu từ 2 năm trước, thị trường Phú Quốc đã chững lại một thời gian dài. Dù trầm lắng, nhưng đất Phú Quốc vẫn nêu giá cao ở nhiều vị trí, khu vực. Theo khảo sát của trang tin bấtđộngsản.com.vn, tuyến đường Nguyễn Trung Trực, con đường nối liền thị trấn Đông Dương với xã Bãi Thơm, ở những vị trí đắc địa, giá đất đều đang tăng rất cao. Từ cầu Nguyễn Trung Trực đến vòng xoay sân bay cũ có giá 100 đến 150 triệu đồng một mét vuông. Từ vòng xoay sân bay cũ đến ngã ba Hoàng Văn Thụ, giá chào bán từ 90 đến 120 triệu đồng một mét vuông. Đất trên trục đường Trấn Hưng Đạo, con đường chính qua lại khu vực bãi biển Long Biết, tùy từng vị trí, giá dao động từ 60 đến 120 triệu đồng một mét vuông. Đường 30 tháng 4, tuyến đường chính ở thị trấn Đông Dương có giá bán từ 100 đến 180 triệu đồng một mét vuông. Giá đất trên đường Hùng Vương cũng không hề rẻ, mức giá dao động từ 60 đến 110 triệu đồng một mét vuông. Theo giới đầu tư và môi giới địa phương thì những tuyến đường này đều tọa lạc tại các vị trí đắc địa, trung tâm của Phú Quốc, nơi dân cư hiện hữu đông đúc, hoạt động giao thương mua bán diễn ra sầm uất nên mức giá trên phản ánh đúng giá trị của đất, tương xứng với hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và tiềm năng kinh doanh. Sau những biến cố về mặt chính sách, đất Phú Quốc ở những tuyến đường trên đã không sụt giảm giá dù giao dịch có chững lại. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu thành phố Biên Hòa xem xét kéo dài thêm tuyến đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa với vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng. Theo phương án thiết kế sơ bộ, thì dự án chia thành hai nhánh. Nhánh 1 có điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn tại nút giao cầu An Hảo, dài gần 3,6 km. Trong đoạn đường này sẽ có cầu Thống Nhất dài gần 530 m nối phường Thống Nhất với phường Hiệp Hòa. Nhánh 2 có điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1 ở phường Hiệp Hòa và điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn tại nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa có chiều dài gần 1,8 km. Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa nếu sớm hoàn thành sẽ tạo điều kiện để phát triển kinh tế cho Cù Lao Hiệp Hòa và các khu vực lân cận, chia sẻ lưu lượng giao thông hàng ngày đi vào nội ô thành phố Biên Hòa.
Dự án trên là dự án trọng điểm của tỉnh nên sẽ được ưu tiên nguồn vốn đầu tư. Tỉnh dự kiến sẽ tiến hành đấu giá đất công để lấy tiền đầu tư công trình. Năm 2020, Đồng Nai đã đấu giá công được trên 6.000 tỷ đồng và năm 2020 dự tính đấu giá đất hàng nghìn tỷ đồng. Hiện nay, vốn đầu tư đã có sẵn và chỉ đợi các thủ tục hồ sơ, bồi thường hoàn tất là có thể khởi công xây dựng. Dự án cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết đang gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng để có thể khởi công vào cuối quý 3 năm 2020. Đây là tuyến cao tốc quan trọng có vai trò kết nối các tỉnh thành trong khu vực. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết. Ông Đông cho biết Bộ Giao thông Vận tải đang xử lý các vấn đề về nguồn vốn để có thể khởi công dự án này vào cuối quý 3 năm 2020. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tỉnh Đồng Nai đảm bảo kế hoạch giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng của dự án. Dự án cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết dài 98 km, có quy mô 4 đến 6 làn xe, có tổng vốn đầu tư gần 15.000 tỷ đồng. Tại Đồng Nai, dự án kéo dài hơn 50 km đi qua các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, thành phố Long Khánh. Đây là tuyến cao tốc quan trọng có vai trò kết nối các tỉnh thành trong khu vực. Đồng thời, nó cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản ở những khu vực này. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới rộng hơn 422 ha ven Đầm Nại, huyện Ninh Hải. Theo phê duyệt của tỉnh Ninh Thuận, dự án khu đô thị mới có quy mô lập quy hoạch rộng hơn 422 ha, trong đó khu 1 là khu đô thị mới ven bờ Tây Bắc Đầm Nại có diện tích 144 ha. Khu 4 là khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại có diện tích 162 ha. Khu 5 là khu nhà vườn trồng cây ăn quả có diện tích khoảng 116,7 ha. Quy mô dân số dự kiến là 11.000 đến 13.000 người. Mục tiêu của dự án là làm cơ sở để triển khai đầu tư xây dựng, giải quyết nhu cầu đất ở tại xã Hội Hải, xã Tâm Hải và thị trấn Khánh Hải, đồng thời tạo quỹ đất hình thành khu đô thị mới có chất lượng tốt hơn. Để triển khai quyết định trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh có trách nhiệm triển khai lập, trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị ven Đầm Nại. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai, lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định. Một không gian an lành, một chốn bình yên để trở về hòa mình với thiên nhiên. Hòa Lạc Lờ Tớt là khu dân cư sinh thái có vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện để kết nối với những khu vực trọng điểm trong khu vực. Như cách Bixi 30 km, chỉ cách quốc lộ 21 300 m, cách Đại học Quốc gia 2,5 km, cách khu công nghệ cao Hòa Lạc 1 km, cách sân gôn Đồng Mô 4 km, cách nhà máy Vinsmart 5 km. Hòa Lạc Lờ Tớt với 72 lô liền kề giai đoạn 1 với các diện tích từ 80 đến 100 m², hình thức sở hữu sổ đỏ lâu dài. Hòa Lạc Lờ Tớt sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình muốn sở hữu một ngôi nhà tại một vùng đất tài lộc phát triển bậc nhất của Hà Nội trong tương lai. Liên hệ hotline 0962 683 979. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Bất động sản MAC Việt Nam. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbientap@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.